Trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, ở thời điểm này, những mối tình ngang trái giữa những đứa con của Khải Duy Cao Minh Đạt và Thị Bình Nhật Kim Anh được quan tâm hơn cả. Tuy nhiên, nhiều người theo dõi cũng luôn muốn biết rốt cục của những anh hùng gieo nhiều cái ác nghiệp như bà hội nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức và hai sáng Cao Thái Hà sẽ ra sao. Số phận của hai anh hùng này khiến nhiều người theo dõi mày mò. Mới đây, đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa chia sẻ một thông tin thu hút về một anh hùng mới sẽ hình thành trong tập 38 của bộ phim. Nhân vật này có mặt ở nhà bà Hội với vai trò như một thầy lang đang thăm bệnh cho bà. Nhưng vấn đề là anh hùng này không chỉ hình thành trong nhà bà Hội và gặp gỡ hai sáng mà còn có một mối liên hệ nào đó với bà Bảy nhạc sĩ Thanh Hiền. Đạo diễn bộ phim chia sẻ về một anh hùng bí hiểm nữa sắp hình thành. Ngay sau những lời úp mở của đạo diễn, người theo dõi đã nô nức rủ nhau vào đoán thân thế của anh hùng này. Vì có liên quan đến bà Bảy nên nhiều người theo dõi mạnh dạn đoán rằng đây chính là người chồng khiến bà Bảy bỏ nhà đi theo và sau cuối bị bỏ rơi không thương tiếc. Có người lại đoán rằng anh hùng ông Sáu này chính là người đã cùng với bà Bảy lặng lẽ cứu vãn lũ Hứa Minh Đạt sau khi bị Khải Duy tấn công thừa chết thiếu sống. Nhân vật y sĩ năm đó tuyên bố với Khải Duy rằng Lũ đã chết là ông Sáu thì cũng có một chút tài năng nào đó. Ông Bảy cùng với ông Sáu và bà Lũ đã hợp tác nghiệp với nhau giải cứu vãn cho Lũ. Ông Sáu thăm bệnh cho bà Hội. Ông có mặt ở nhà hội đồng và thủ thỉ với hai sáng. Nhưng ông cũng biết cả bà Bảy nên rốt cuộc, ông là ai? Lũ là một anh hùng được người theo dõi yêu thương ở giai đoạn trước vì sự ngay thẳng và si tình nên rất nhiều người luôn cầu mong rằng có một tài năng nào đó để Lũ còn sống và tái xuất sau 24 năm. Thế nên sau khi anh hùng bí hiểm này hình thành, cũng có người cho rằng phải chăng đây chính là Lũ sau 24 năm trốn thoát khỏi nhà hội đồng. Khán giả trổ tài thần thám về anh hùng bí hiểm. Thế nhưng khi phim chưa lên sóng thì mọi thứ về anh hùng này vẫn còn khá bí hiểm. Để biết anh hùng ông Sáu này có mối liên hệ gì với bà Bảy và Lũ thì đừng quên đón xem tập 38 bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa sẽ lên sóng lúc 20 giờ thứ ba ngày 15 tháng 10.